hậu Ngọc Châu ôm di ảnh mẹ Phúc đưa tiễn đấng sinh thành về với đất, chặng đường cuối ba con nén nước mắt vĩnh biệt mẹ mình mãi mãi. Vĩnh biệt từ nay vắng bóng rồi, anh về tiên cảnh nghỉ yên nơi, bỏ em ở lại cùng con trẻ, thương nhớ vô vàng nhẫn lệ rơi. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời. Căn nhà cũ từ nay vắng bóng chẳng còn ai, khung cảnh gia đình sum họp hạnh phúc chỉ còn là kỷ niệm cũ. Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông, lạnh giá là vậy phải không? Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời. Sáng ngày 15 tháng 8, đúng 8 giờ sáng, lễ di quan đinh cửu bà Đặng Thị Gái, mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu chính thức diễn ra với sự tham gia của gia đình, hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp. Đoàn xe chở linh cữu di chuyển tòa thánh Tây Ninh thực hiện nghi thức cuối cùng trước khi đi đến nghĩa trang ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh an nghỉ. Em trai của Ngọc Châu ôm bát hương, theo sau là nàng hậu ôm di ảnh của mẹ, chị gái đứng cạnh hai em nghẹn ngào cùng các bậc tiền bối di chuyển vào trong làm lễ. Đoàn xe sau đó đi đến nghĩa trang, trên đường đi rất nhiều anh em họ hàng, những người thương má bảy cũng chạy theo xe để tiễn người phụ nữ hiền lành phúc hậu về nơi yên nghỉ cuối cùng. Khung cảnh ngôi nhà mà bác Đặng Thị Gái đã dành nửa cuộc đời mình gắn bó nay vắng vẻ lạ thường. Vẫn khung cảnh cũ nhưng người xưa nay đã đi về một nơi rất xa, để lại đây toàn những kỷ niệm cũ khiến ai cũng đau lòng. Ba ngày qua, ba chị em của Ngọc Châu đã nén nước mắt để chu toàn tang lễ cho mẹ của mình. Nhưng đến phút cuối cùng, chị gái của Ngọc Châu chẳng kìm được lòng mình trút tâm tư trên trang cá nhân. Chưa bao giờ trông cho thời gian chậm lại như thế này. Mọi người ai cũng xót xa tình cảnh mồ côi cha mẹ của ba chị em nhà Ngọc Châu. Hết ngày hôm nay, chị gái của Ngọc Châu sẽ về với chồng và các con. Em trai út của cô cũng sẽ về với gia đình nhỏ của mình. Chỉ còn mình cô sẽ tự ôm lấy mình, tự bước qua đoạn đường đầy gian nan này mà chẳng còn ai bên cạnh. Đối với Ngọc Châu, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là động lực để cô phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Bà là hậu phương vững chắc, là bến đỗ an toàn mỗi khi con gái cần một chỗ dựa giữa bộn bề gồm quay cơm áo gạo tiền. Môi của mẹ, vòng tay của mẹ cũng là nơi ấm áp nhất mà Ngọc Châu tìm về sau những ngày vất vả vì lịch trình dày đặc. Tối ngày 14 tháng 8, đêm cuối cùng mà mọi người được ở cạnh mẹ, ba chị em cố gắng không khóc để chu toàn mọi nghi thức cho mẹ mình. Bạn bè, đồng nghiệp tranh thủ thời gian, sắp xếp công việc để chạy đến Tây Ninh thắp hương tiễn biệt má bảy. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sau khi thu xếp được lịch trình đã tức tốc lên xe về Tây Ninh để chia buồn cùng người chị mà mình yêu quý. Có lẽ nỗi đau này Thiên Ân là người hiểu nhất, bởi cô cũng đã trải qua khoảnh khắc mẹ rời bỏ mình đi về cõi vĩnh hằng. Trên trang cá nhân, cô viết: có những mất mát chúng ta không thể so, vì trong lòng họ đó là điều đau đớn nhất. Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mô Thủy, Thủy Tiên, Hoàng Nhung, Lệ Hằng cũng gấp rút sắp xếp lại lịch trình để ở cạnh Ngọc Châu trong những giây phút xót xa này. Hoa hậu Hờ Henie là một trong số những người sớm nhất chạy đến ôm lấy Ngọc Châu. Được biết cô đã hoãn một số lịch trình công việc để có thể ở cạnh cô em mà mình thương quý. Một khoảnh khắc hiếm hoi được người dân gần nhà bác gái ghi lại cho thấy Hen diện trang phục màu đen, đội nón đen, lúi cúi trải bàn ghế, dọn dẹp xung quanh nơi đón khách giống hệt như người con, người cháu trong gia đình. Tình cảm mà Hờ Henie dành cho Ngọc Châu đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả. Mong rằng Ngọc Châu cùng chị và em trai sẽ nhớ lời mẹ dặn, ráng cố lên, ráng vững vàng, vững tâm đi tiếp hành trình của cuộc đời mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.